Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hôm nay quả là một duyên lành, toàn thể đạo tràng chùa Minh Hiệp tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nơi mà cách xa thành phố Hồ Chí Minh, được cùng đón bước chân của đại đức Quang Lâm về tại Bổn Từ để chia sẻ pháp thoại nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 70. Kính thưa quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được thành kính giới thiệu là đại đức Thích Hạnh Tuệ, trú xứ tại chùa Nam Tông, thành phố Hồ Chí Minh. Xin đạo tràng hãy chào đón đại đức giảng sư bằng một tràng pháo tay. Kính thưa quý Phật tử, đạo tràng tu học của chùa Minh Hiệp rất được vinh dự để cung đón bước chân của từng vị giảng sư, các hệ phái để đến để chia sẻ cùng với quý vị trong cái khóa tu học, để nhằm với mục đích chúng ta thấu hiểu Phật Pháp nhiều hơn. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta được cung đón đại đức Thích Hạnh Tuệ, mà chúng ta thường gọi là Sư Hạnh Tuệ, một vị giảng sư rất trẻ và có nhiệt huyết đối với sự nghiệp Phật Pháp, phát triển Phật Pháp. Và hôm nay lần đầu tiên chúng ta được gặp Sư, và được Sư sẽ chia sẻ những vấn đề cần thiết trong vấn đề tu tập. Và chắc chắn rằng quý Phật tử chúng ta sẽ có những thắc mắc
thì chúng ta sẽ đứng dậy để sau buổi giảng chúng ta đứng dậy để hỏi, và sư sẽ sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, giờ đây toàn thể đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức bắt đầu thời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Thì thưa quý vị đó, ngày hôm nay sư rất hoan hỷ được thượng tọa chủ trì mời về đây để chia sẻ cho quý vị một cái thời pháp thoại nhân cái khóa tu của quý vị. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng muốn được hạnh phúc, không ai muốn khổ hết trơn. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu cái thời pháp thoại, sư xin bắt đầu bằng một cái bài thơ của Đồng Đức Bốn. Bài thơ nó rất là Phật pháp. Bài thơ như thế này: đang trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa chẳng biết làm gì, ăn mày bỏ túi lại đi ăn mày. Thì đó, cái vấn đề là mình đặt câu hỏi tại sao anh ăn mày anh đi vô chùa, ông sư ông ra ông cho cái lá bùa, xong rồi anh ăn mày không biết lá bùa để làm gì hết, anh bỏ túi ảnh lại đi ăn mày tiếp. Như vậy đó, dưới cái nhìn của nhà thơ Đồng Đức Bốn thì hình như mỗi người trong chúng ta cũng có chỗ giống anh ăn mày. Ở chỗ nào? Thiệt sự với quý vị đó, nếu như mà chúng ta ở đây chúng ta không có khổ, chúng ta không có tới chùa đâu. Mình phải có một cái gì đó mình ngút mắt, mình phiền não ở trong lòng mình mới tới chùa. Chứ còn mấy tay mà đại gia sung sướng họ khó tới chùa lắm quý vị. Phải nói với quý vị đó, mấy cái tay đại gia mà xài tiền tỷ họ tới họ gặp trụ trì không à, khó mà tới đây tu lắm. Nếu như mà trong số đạo tràng quý vị mà có đại gia đó, là phải biết là quý vị những con người đó là cực kỳ hiếm, hiếm lắm. Còn đại đa số quần chúng mình á, là mình phải có một chút xíu khổ. Nhưng mà nhiều người tới chùa thì mình nghĩ là thôi tôi tới chùa tôi lạy Phật, cùng lắm thì quy y, rồi có pháp danh, được cái tờ pháp danh đó rồi có người họ về luôn, cho tới cả đời sau họ chẳng bao giờ họ tới chùa nữa. Và nghiễm nhiên họ coi đó là thôi tôi là Phật tử rồi đó. Nhưng mà như vậy đúng chưa? Chưa đúng. Mà cũng có nhiều người thanh niên chẳng bao giờ tới chùa đâu, chẳng qua thì mẹ đi tới chùa thì dắt con tới chùa, nhưng mà mai mốt á, trong nhà có người thân quyến thuộc ví dụ như ba mất mẹ mất thì đi tới chùa cúng kiến dỗ quải gì đó, rồi không lẽ cúng thất cúng giáp năm rồi cúng dỗ mà mình tới chùa hoài mình không cúng cái gì, thì thôi thì cũng cúng chút đỉnh. Rồi không lẽ mình tới chùa mình cúng chút đỉnh rồi mình không ngồi nói chuyện thì cũng ngồi nói chuyện mấy câu. Rồi cứ như vậy tới lui thường xuyên quý vị thì mình mang cái danh Phật tử. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chưa. Tại vì như vậy uổng lắm quý vị. Bởi vì đó, mình gần chùa mà mình không biết Đức Phật dạy cái gì, mình không biết Đức Phật là ai, thì phải nói là uổng lắm quý vị. Tại sao? Đức Phật khẳng định tất cả mọi người đều muốn được hạnh phúc, nhưng mà cái cách mà họ cư xử, cái cách mà họ sống á, họ lại khiến cho họ bị đau khổ. Đây là sự trích trong một cái đoạn kinh của Trung Bộ. Đức Phật khẳng định như vậy. Tại sao vậy? Có lần á, có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài dạy về cái đạo quả giải thoát như vậy, có phải ai tới cũng giải thoát hay không? Đức Phật nói có người giải thoát, có người không giải thoát. Tại sao vậy? Đức Phật ví giống như một cái người mà bị bệnh, một cái anh bệnh nhân á, ảnh tới gặp bác sĩ thì bác sĩ khám bệnh, sau đó bác sĩ cho thuốc. Ngoài cái thuốc ra đó, bác sĩ còn dặn khi uống cái thuốc này anh phải kiêng một số thứ, anh phải kiêng một số việc, và anh cần phải làm một số việc thêm vào đó nữa anh mới chữa bệnh được.
Như vậy đó, Đức Phật hỏi cái anh Bà La Môn như vậy đó, thì theo ông á, những người đó có phải ai cũng hết bệnh hay không? Anh Bà La Môn nói dạ không, bạch Thế Tôn. Tại vì sao? Vì những ai mà làm theo lời dạy của bác sĩ, chịu uống thuốc, chịu kiêng khem, rồi chịu làm theo những cái mà bác sĩ đề nghị đó, thì mới hết bệnh. Còn những ai thuốc thì lúc uống lúc không uống, còn mấy cái kiêng thì cũng làm ráo hết, còn mấy cái mà kêu làm thì không chịu làm, thì như vậy không cách chi mà hết bệnh được. Thì Đức Phật hỏi như vậy, cái chuyện mà cái người bệnh nhân á, hết bệnh có phải, hoặc là không hết bệnh có phải là do lỗi của bác sĩ hay không? Anh Bà La Môn nói dạ không thưa Thế Tôn. Bởi vì sao? Ngài, ông bác sĩ chỉ cho thuốc thôi, chỉ đưa ra những cái lời đề nghị, còn cái chuyện uống hay không, làm theo hay không là do bệnh nhân. Cho nên nếu như không hết bệnh, đó không phải là lỗi của bác sĩ. Cũng vậy, chúng ta đây nè, mỗi người chúng ta đều có bệnh hết đúng không? Chúng ta đều từng đi đến bệnh viện, thì chúng ta đều làm theo một cái thủ tục, đó là chúng ta đến gặp bác sĩ, rồi bác sĩ khám bệnh, bác sĩ cho thuốc, bác sĩ kêu mình cần phải kiêng cái này, cần phải kiêng cái kia, cần phải làm cái này, cần phải làm cái kia. Theo quý vị đó, mình về làm sao để hết bệnh? Có phải là mình phải uống thuốc của bác sĩ không? Có phải là mình cần phải làm theo cái lời hướng dẫn của bác sĩ không? Thì như vậy mới hết bệnh được. Chứ còn nếu như mà tôi tin bác sĩ thì tôi phải làm theo lời dạy của bác sĩ. Chứ không ai mà tôi tin bác sĩ, tôi thương bác sĩ, tôi chụp hình bác sĩ đem lên bàn thờ tôi thờ, mà tôi hết bệnh, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đức Phật cũng như vậy. Ngài thấy mình khổ, Ngài biết mình muốn được hạnh phúc, Ngài hướng dẫn mình cái cách để mình được hạnh phúc, cái cách để cho mình hết khổ bằng những cái lời pháp, bằng những cái lời dạy. Và nếu mình thương Ngài đó, mình thương Phật, mình tin Phật, thì mình phải thực hành theo lời dạy của Phật. Chứ còn bây giờ mình thương Phật quá, chụp cái hình Phật để lên bàn thờ mình quỳ lại đòi hết khổ, thì sư nói thiệt, nếu hết khổ vậy mấy sư hết khổ trước. Tại mấy sư lại Phật nhiều hơn quý vị nhiều, mà sao mấy sư cũng còn khổ? Tại vì muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, muốn hết khổ thì phải thực hành giáo pháp. Chứ còn bản thân mình không thực hành, Phật dạy mình không nghe, mà mình đòi hết khổ, chuyện đó không thể nào xảy ra thưa quý vị. Như vậy đó, nhiều người nói thôi, cái chuyện tu là chuyện của mấy ông sư, mấy ông thầy. Còn bây giờ tôi lo, tôi cày ruộng, tôi lo, tôi buôn bán, tôi lo biết bao nhiêu thứ, chợ, búa, rồi nào gạo, nào giấm, thời gian đâu mà tu. Thực sự quý vị, những cái lời dạy của Thế Tôn á, rất là gần gũi với chúng ta, ai cũng làm được hết, chứ không phải chờ mà mình vô chùa mình mới tu. Không phải vậy. Đức Phật đề nghị cái gì? Đức Phật đề nghị đó, đầu tiên chúng ta cần phải công nhận một cái người mà có một cái tấm lòng cho ra, một người sống với cái bàn tay rộng mở đó, thì người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một người bỏn sẻn. Tất cả chúng ta ai cũng đều nhìn nhận cái vấn đề đó hết. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, có một lần một vị trời xuống bạch với Đức Thế Tôn như thế này: bạch Thế Tôn, có những người đó, do họ thiếu trí tuệ, họ nghĩ là khi họ cho ra đó thì họ sẽ mất mát, mà chính vì họ sợ mất mát cho nên họ không có cho ra. Nhưng mà đó là những người thiếu trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì đó, bởi do họ không chịu cho đi cho nên họ mới mất mát. Đức Phật đồng ý cái chuyện đó. Quý vị biết là trong chú giải đó có nói như thế này nè quý vị, mà sư uổng có cái là sư nhìn hết nguyên cái đạo tràng, không ai có giấy viết để mà ghi hết trơn. Đức Phật nói có năm cái thứ bỏng sẻn, mà nếu như mình bỏng sẻn cái nào thì mình sẽ không có cái đó. Ngộ vậy đó. Chỉ có trong đạo Phật mới được hướng dẫn chi tiết như thế này. Chúng ta bỏng sẻn về cái gì thì chúng ta sẽ không được cái đó. Thứ nhất là bỏng sẻn về tài sản. Ai xin gì mình cũng thôi, không có đâu, không cho, thì đó là bỏng sẻn về tài sản. Mình không muốn chia sẻ tài sản của mình,
thì đời sau kiếp khác mình không có tài sản để mà chia. Nhớ nha. Cái thứ hai là bỏng sẻn về danh tiếng. Có nghĩa là sao? Nếu như mình là người có tiếng nói trong xã hội, mình không muốn ai dựa hơi mình để nổi tiếng hết, thì đó là người bỏng sẻn về danh tiếng. Người bỏng sẻn về danh tiếng đời sau sanh ra sẽ sanh vào những cái gia đình thấp kém, họ không bao giờ có được danh tiếng để mà họ chia sẻ. Cái thứ ba là bỏng sẻn về chỗ ở, hoặc là bỏng sẻn về trú xứ gì. Mình nghĩ ủa, cái này có gì đâu bỏng sẻn. Nhưng mà lầm. Nhiều lúc á, mình cái chỗ của mình nó cũng rộng rãi, cái chỗ ngồi của mình nó cũng dư cho người này người kia, nhưng mà mình không muốn chia sẻ. Đôi khi đó cũng là một cái kiểu bỏng sẻn. Mà khi mình bỏng sẻn về chỗ ở đó, bỏng sẻn về nơi ở, thì đời sau sanh ra mình sẽ không có nhà mà ở, quý vị biết không? Trong Pháp Cú có một chàng thanh niên mà chàng không có nhà để ở, chàng quyết định chàng xây nhà. Nhưng mà khi mà chàng xây nhà lên, xây xong căn nhà rồi đó, người ta tới chiếm nhà của ảnh. Theo quý vị, như bây giờ mình mà người ta tới mình xây nhà cho đã, người ta tới người ta chiếm nhà là mình sống chết với người ta đó. Thậm chí là mình ở tù cũng chịu nữa, chứ còn mà không có cái kiểu mà đi mà chiếm nhà của mình đâu. Nhưng mà cái chàng thanh niên này đặc biệt, chàng cho người ta tới chiếm, cho xây căn nhà khác. Không có giàu có gì đó, tự tay mình làm từng cái kèo, từng cái cột để mà xây nhà thôi, không có giàu. Nhưng mà khi mà ảnh xây xong cái căn nhà thứ hai, người ta lại tới chiếm nhà ảnh nữa. Ảnh vẫn tiếp tục ảnh cho, ảnh tiếp tục ảnh xây căn nhà khác, và người ta lại tiếp tục chiếm nhà của ảnh. Cái này mới là cái con người đặc biệt. Ảnh cứ cho biết, rồi ảnh cứ cho biết như vậy đó quý vị. Cái đó nó thành ra một cái xóm luôn. Rồi cuối cùng thì ảnh bắt đầu ảnh làm những cái con đường để cho thiên hạ có cái đường xá đi cho nó dễ. Mà quý vị biết là cuối cuộc đời của ảnh, ảnh sanh về cõi trời 33 làm vua trời Đế Thích. Cho nên cái con người mà đặc biệt, họ mới làm được cái chuyện đặc biệt. Mà chính vì mình làm chuyện đặc biệt, mình mới được cái phước đặc biệt. Đâu phải muốn lên trời dễ đâu quý vị. Còn giờ ai đụng mình tới một cái là coi như là mình xắn tay áo lên và mình làm tới luôn á. Cho nên muốn mà thoát khỏi cái bỏng sẻn này nó khó lắm quý vị. Mà quý vị nhớ nha, mình bỏng sẻn về chỗ ở, đời sau kiếp khác không có chỗ ở. Đó là nhân quả đó quý vị. Rồi tiếp theo nữa đó, bỏng sẻn về các cái mối quan hệ. Thứ tư là bỏng sẻn các mối quan hệ, có nghĩa là sao? Chúng ta đi làm, chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ, ví dụ như bạn hàng, rồi bạn này bạn kia, những cái mối quan hệ chỗ này chỗ kia. Nhưng mà chúng ta không muốn chia sẻ cho người khác. Mình cứ nghĩ là bây giờ mình chia sẻ ra thì mình sẽ thiệt thòi. Nhưng mà quý vị không biết, chính vì cái mà mình bỏng sẻn đó, nó chính là cái nghiệp bất thiện. Đời sau sinh ra mình sẽ rất khó có các cái mối quan hệ. Và tiếp theo nữa, cuối cùng là bỏng sẻn về trí tuệ, có nghĩa là những cái mình biết, có những cái mình hiểu, nhưng mà mình không muốn cho ai biết. Có là mình giấu nghề á, mình 10 phần mình dạy nó chừng 7-8 phần thôi, dành lại 2 phần. Thì đó là bỏng sẻn về trí tuệ. Nhưng mà Đức Phật nói, cái người bỏng sẻn về 4 thứ đầu, bỏng sẻn tài sản, bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn danh tiếng, và bỏng sẻn các cái mối quan hệ, thì họ chỉ bị nghèo khổ thôi. Nhưng mà bỏng sẻn về trí tuệ là nhân đi địa ngục. Mình cứ nghĩ cái chuyện này chắc không quan trọng. Mà xin thưa với quý vị đó, nhiều người họ nói, ôi gì chứ ba cái chuyện bố thí nói hoài. Nhưng mà sư xin thưa với quý vị, riêng cái chuyện mà mình bố thí mình hiểu không có hết. Mà chính vì mình hiểu không có hết, đâm ra mình coi thường. Trong kinh Phật Tự Thuyết, Đức Phật nói như thế này: nếu như có một chúng sanh nào hiểu rõ về cái phước bố thí như là Như Lai hiểu, thì ngay cả miếng ăn cuối cùng của họ, họ cũng không nỡ ăn, nếu như có chúng sanh cần tới nó. Mà sư thì do cái thời pháp nó có giới hạn, sư không nói nhiều.
Sư chỉ lưu ý quý vị một vài điều thôi. Thứ nhất, khi mà mình cho ra đó, mình bố thí, mình cho ra, mình chia sẻ mà mình tiếc của, đời sau có tiền không dám xài. Cái này quan trọng nha, nhớ. Cho mà tiếc của, đời sau sanh ra có tiền không dám xài. Quý vị thấy nhiều người ở trong xã hội, họ giàu ghê lắm, nhưng mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, không dám xài một xu một đồng, chết để tài sản lại cho người khác. Nhân nào quả đó, bố thí được giàu, nhưng mà tiếc của cho và tiếc, đời sau sanh ra có không dám xài. Cái thứ hai, cho khi mà mình cho, chất lượng quý hơn số lượng. Đừng bao giờ chạy theo số lượng mà bỏ rơi chất lượng. Tại sao vậy? Bố thí nó có ba bậc. Thứ nhất là nô lệ thí, có nghĩa là cái thứ mà mình không thèm xài, cái đồ mình không thèm ăn, mình đi mình cho người ta. Sư thấy quý vị mà cúng dường cho chùa toàn cúng mì gói không hà? Cái này nhiều. Mà sư xin thưa với quý vị, không lẽ mấy ông sư mà ăn mì gói mà ăn suốt năm này qua tháng nọ mà ăn hết sao? Cho thì cũng có phước đó, nhưng mà nếu như mà mình cho mấy thứ mà thấp, nô lệ thí đó, thì mình cái phước mình rất là nhỏ. Cái thứ hai là bằng hữu thí, có nghĩa là mình ăn sao mình cho như vậy, mình xài sao mình cho như vậy. Cái tài sản mình xài nó tương đồng với cái tài sản mình cho, nó là bằng hữu thí. Thứ ba là cao thượng nhất, đó là chủ nhân thí, có nghĩa là mình không dám ăn, mình không dám xài, nhưng mà vì niềm tin, vì cái tình thương, vì cái lòng tự bi, mình sẵn sàng mà đem cho người khác. Nó là chủ nhân thí. Ba cấp bậc này không thể dùng số lượng để mà bù đắp đâu thưa quý vị. Sư xin thưa ha, mình cho mà cái dạng mà nô lệ thí đó, đời sau sanh ra vẫn có phước sanh lên cõi trời nha. Sư không nói là mình cho đồ mà ba cái đồ mình bỏ đi mình không có phước, không có. Đức Phật nói ngay cả cái chén cơm mà mình ăn không hết, đồ ăn thừa đó, mình bỏ sọt rác á, với cái suy nghĩ là sẽ có những cái chúng sanh được dậy mà no bụng, ví dụ như con kiến, con gián, con chuột, người như vậy cũng có phước. Nhưng mà cái phước ít lắm quý vị, phước ít lắm. Đời sau sanh ra chỉ vừa đủ sanh lên thôi, mình không có tài sản. Nó giống như quý vị, nhiều người á, họ được cái phước họ đi Mỹ, họ được cái phước họ sang châu Âu, nhưng mà đủ cái visa qua bển thì hết rồi. Qua bển không có nhà, không có cửa, cũng làm homeless á, có là người vô gia cư á. Mặc dù mang tiếng là cũng sướng hơn mình, nhưng mà không có tiền. Bố thí nô lệ thí nó cũng kiểu như vậy. Mai mốt sanh về cõi trời cũng là một ông tiên cô đơn. Trong kinh Tệ Túc mô tả đó quý vị, sanh về cõi trời, thứ nhất không được lâu đài, thứ hai không có tài sản, thứ ba không có quyến thuộc. Ủa vậy lên trời làm tiên để làm gì mà ăn nhờ ở đậu lang thang ngoài đầu đường xó chợ á? Cũng làm tiên với người ta đó, nhưng mà mình không có gì hết trơn á. Đó là nô lệ thí được vậy đó. Còn mà chủ nhân thí đó thì sanh về cõi trời có lâu đài, có tài sản, có quyến thuộc. Mấy anh thì có tha hồ mà mấy cô tiên nữ mà bu, còn mấy bà thì muốn có tiên ông cũng có cho mấy bà nữa. Đó, cho nên mình không thể dùng cái số lượng để mình bù đắp cho chất lượng. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó ha. Và điều thứ ba sư cần lưu ý khi quý vị bố thí này, là mình cho có mục đích, chứ không phải là mình cho không có mục đích. Mục đích đây là cái gì? Mục đích đây không phải sư kêu quý vị cho để tôi cầu danh cầu lợi, không phải cho để tôi cầu đi cõi trời, cầu đi cõi này cõi kia. Đó chưa phải là cái mục đích Đức Phật nói tới. Cho có mục đích ở đây có nghĩa là tôi mong làm sao cái phước này đó để làm cái duyên lành, giác ngộ, giải thoát. Tôi cho, tôi bố thí nhằm cái mục đích hướng đến Niết Bàn, hướng đến giải thoát, hướng đến cái sự chứng thánh. Mà thậm chí nhiều người chơi sang nữa, tôi cho cái này nhằm hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái đó mới là mục đích. Chứ còn mình cho khơi khơi không có mục đích, hoặc là mình cho chỉ nhằm cầu danh cầu lợi, hoặc cho để
nhằm sanh về cõi trời thì nó uổng, thấp kém, uổng lắm quý vị ha. Và cái khái niệm ba la mật á, của Phật giáo Nguyên Thủy nó rất là dễ hiểu. Cái gì gọi là ba la mật? Đó là những cái việc thiện mà chúng ta làm đi nè, nhằm mục đích hướng đến đạo quả giải thoát, thì đó gọi là ba la mật. Không cần phải chia 6 cái, 10 cái, 15, 20 cái chi hết. Gọn, hết sức gọn. Những cái việc làm của mình nhằm mục đích hướng đến đạo quả giải thoát, Phật giáo Nam Tông gọi đó là ba la mật. Mà xin thưa với quý vị, nếu mà mỗi người trong số chúng ta mà hiểu được cái phước bố thí như vậy đó, chúng ta sẵn sàng chúng ta cho ra. Bởi vì chúng ta biết cái người mà cho ra thì họ được hạnh phúc, và chúng ta là những người xứng đáng được hạnh phúc. Chứ nói thiệt với quý vị đó, nghèo quá khó tu, đúng không? Nghèo khó tu lắm. Rõ ràng nếu như mà chúng ta ăn bữa nay lo bữa mai, mà cơm không có ăn, quần áo không có mặc, rồi sao mình tới chùa? Nhiều lúc mình cũng muốn làm thiện lắm chứ, nhưng mà tiền không có làm sao không làm. Cho nên nghèo khó tu. Đức Phật nói nếu như chúng ta muốn được cái phước để mà chúng ta tu tập, việc đầu tiên chúng ta phải là một người rộng rãi, sẵn sàng cho ra. Mình không nhất thiết phải giàu mình mới bố thí được, nghèo mình cũng bố thí được. Không ai nghèo tới mức mà mình không có muỗng cơm để mà mình cho mấy con kiến nó bò qua đường. Không ai nghèo tới mức mà thấy cái năng sinh không có 1.000, 2.000 cho ảnh, đúng không? Mình, tất cả chúng ta đều làm được chuyện đó hết. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chưa đủ. Quý vị nhớ cái này, câu này quan trọng nè. Đạo Phật không phải là đạo từ thiện nha. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cái việc mà mình làm từ thiện, quý vị, nó chỉ là cái bước đầu tiên, cái bước cơ bản mà tất cả Phật tử phải làm. Nó không phải là cứu cánh, không phải là mục đích của mình. Nó chỉ là cái bước cơ bản thôi. Đầu tiên mình để qua một bên. Tiếp theo, Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta cần phải hiểu được nhân quả. Khi chúng ta hiểu được nhân quả đó quý vị, thì chúng ta sẽ tự nhiên có được một cái đời sống đạo đức. Mà thế nào là một đời sống đạo đức? Thứ nhất, chúng ta phải tôn trọng tính mạng và sức khỏe của mình và người khác, đúng không? Rồi chẳng những của mình mà cả những cái con này con kia, những cái con vật, thậm chí cho đến con kiến, con gián, chúng sanh ai cũng muốn được sống hết, ai cũng muốn được khỏe mạnh hết. Không có ai muốn bị hành hạ, không ai muốn bệnh tật, không ai muốn chết sớm. Mình sao người ta vậy? Cho nên hãy tôn trọng sức khỏe và tánh mạng của chúng sanh khác. Đừng có giết hại, đừng có làm khổ nhau. Nhưng mà bây giờ nhiều người nói giờ tôi phải đi làm rẫy, thì giờ mà không có thịt cá ăn sức khỏe đâu tôi làm. Bắt tôi ăn chay sao tôi ăn? Tháng giỏi lắm ăn chừng bữa hai bữa thôi chứ. Chứ bắt tôi ăn suốt rồi sao tôi đi làm? Giờ tôi còn có vợ con nữa, bắt tôi ăn chay có nuôi được vợ con tôi không? Rồi mấy bà mấy cô nói nhiều lúc gặp mẹ chồng hoặc là đãi bà con này nọ mà mình bắt ta ăn chay là sao đãi. Đó là mình chưa hiểu hết về cái giới không sát sanh. Không sát sanh ở đây không có nghĩa là mình cứ ăn thịt ăn cá là mình sát sanh, không phải. Đức Phật cho phép ngay cả hàng tỳ kheo được sử dụng tam tịnh nhốt. Có nghĩa là mình đi ra chợ, mình thấy miếng thịt người ta làm sẵn rồi, mình mua về, đâu mất mát gì đâu. Thấy không? Mình đi ra ngoài hàng cá, mình thấy cá nó chết ngợp á, nó chết sẵn rồi mình mua nó về, đâu mất mát gì đâu. Thậm chí mình ra ao ra bè đó quý vị, nếu mà nhà quý vị ai có nuôi ao cá thì cá nó cũng có những con nó ngợp nước hoặc là như thế nào đó, nó nổi bụng lên thì mình cũng ăn được vậy. Chẳng qua là mình thấy gớm thôi, chứ thực tế là ăn vẫn ăn được tuốt hết ấy. Thậm chí quý vị nhiều lúc á, mấy ông sư chứ, người ta cho đồ ăn á, mà đồ ăn nó nhớt nhau, nên đồ ăn nó chảy nhớt quý vị. Nhưng mà mấy ông sư mà không lẽ giờ mình nói đồ ngon tôi mới ăn, đồ dở tôi không ăn à? Đâu được. Thành ra người ta cho sao mình ăn vậy, mà đồ nó nổi nhớt lên nhiều lúc mình cũng ăn láng hết á. Mà sư có một cái đặc biệt như vậy, không biết phước hay là quả,
cứ đói lên rồi á, là ăn xong rồi mới biết đồ nó thiêu. Cho nên á, thôi thì cứ ăn sao cũng được. Mà nhờ như vậy mình tránh được cái giới sát sanh. Đừng có mà cứ phải bắt con gà nó còn dãy đành đạch rồi mình về mình cắt cổ thì mới được. Ra ngoài người ta bán làm sẵn thiếu gì. Đâu phải mình cứ bắt con cá mà nó còn bơi mình về mình làm mới chịu ăn. Cá ngợp ngoài chợ thiếu gì. Đâu phải là mình phải tự tay mình giết con này con kia, ngoài đường người ta làm sẵn thiếu gì. Mà trong tặng luật của quý vị, Đức Phật gọi đó là cái thịt không liên quan. Bởi vì sao? Người ta giết nhằm mục đích người ta bán lấy tiền ha, chứ không phải người ta giết cho mình ăn đâu, người ta bán lấy tiền. Quý vị mua về quý vị dục ai nói gì không? Không ai nói gì. Cho nên khi mà quý vị mua về đó, quý vị không liên quan gì hết. Người ta giết cái là nghiệp của người ta. Nhưng mà nhớ đừng có kêu người ta làm giùm mình nha. Ha. Mà nhiều lúc đó mình nghĩ bây giờ mình mua cái bó rau á, vậy hỏi quý vị chứ cái bó rau có dính dáng tới con này con kia không? Có, quý vị làm rẫy quý vị biết. Có ai mà làm rẫy mà không xài thuốc trừ sâu đâu. Có ai làm rẫy mà không cào cuốc đất đâu. Không lẽ giờ mình nói thôi mấy ông ăn rau mấy ông cũng giết như người ta. Nhưng mà cái quan trọng trong Phật Pháp với quý vị, cái chuyện ăn uống nó không quan trọng. Miễn sao mình đừng có trực tiếp mình giết người ta là được rồi. Chứ còn mình suy nghĩ quá đó, giờ mình ra đường không dám ăn gì hết trơn, thì cái đó cũng kẹt ha. Cho nên cái giới đầu tiên là chúng ta phải trân trọng sức khỏe và tánh mạng của mình và người khác. Cái người mà sát sanh quý vị, đời sau sanh ra chết yểu. Quý vị thấy người ở thế gian nhiều đứa bé tội lắm, trong bụng mẹ đã chết rồi, hoặc đẻ ra vài tháng nó chết rồi, hoặc là không được hưởng thọ, toàn hưởng dương không à. Cho nên ở đây thấy mấy vị mà tóc bạc là phải nói quý vị hồi trước cũng giữ giới không sát sanh cũng dữ lắm à. Mà quý vị biết là ngoài cái chuyện mà sát sanh chết yểu ra, nó còn một cái nữa, đó là mình bị bệnh. Tại vì sao? Vì khi mà mình giết một cái con gì đó thì bản thân chúng ta sẽ làm cho nó đau khổ. Cái đau khổ nó dẫn tới bệnh. Mà bây giờ mình cứ thôi, bệnh thỉnh mấy ông sư mấy ông thầy về tụng kinh hết bệnh hết không? Không hết. Rồi bệnh niệm Phật hết bệnh không? Không hết. Thật sự mà nói, nếu như mà bệnh mà mình làm mấy cái trò đó, kêu mấy ông thầy, kêu mấy sư nè à, kêu tới tụng mà hết bệnh đúng quý vị, người ta đâu có mở bệnh viện ra làm gì đâu. Mà cái này là cái quý vị phải ghi nè, nếu mà quý vị có giấy. Thứ nhất, nguyên nhân bệnh ha. Thứ nhất là do ăn uống. Mình ăn tầm bậy mình bệnh. Đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Thứ nhất là do ăn uống, cái ăn nó cũng làm ra bệnh. Thứ hai là do phản ứng sinh lý của cơ thể. Ví dụ như gan không làm việc, tim không làm việc, thận không làm việc, rồi xương, rồi máu. Những cái đó nó cũng tạo ra bệnh. Đừng có đổ thừa cho nghiệp, cũng đừng có đè mấy cái đè mấy ông sư ra bắt tụng mà hết. Thiệt sự làm không được. Nguyên nhân bệnh thứ ba là do thời tiết. Nhất là quý vị lớn tuổi, quý vị hiểu cái này, nhiều lúc khi trái gió trở trời nó cũng bệnh nữa. Cái đó do thời tiết chứ đâu phải do nghiệp đâu. Rồi thứ tư là do bị tấn công. Ví dụ như anh nào anh say xỉn, anh nhìn mặt mình thấy ghét của anh tới đâm mình cái, không lẽ nói mình đổ thừa. Đổ thừa cho ai giờ? Cái đó là do người ta tấn công. Hoặc là mình bị virus, vi khuẩn, nó cũng là bị tấn công. Cho nên Đức Phật nói đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp ha. Rồi nguyên nhân tiếp nữa, tại sao mình bệnh? Cái này cái cuối cùng là mới là do nghiệp nè. Cho nên cái nghiệp đó quý vị mà nó tạo ra bệnh, nó chỉ là một trong năm nguyên nhân thôi. Đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, rồi mướn mấy ông sư về tụng cho quý vị nghe. Phải nói tụng thì tụng với tin, sư không tin nè. Nhớ, bệnh nào thì thuốc đó. Bệnh do nghiệp. Mà nói về nghiệp, cái nghiệp nào gây ra bệnh? Cái nghiệp mình làm khổ người ta.
Bây giờ mình bớt làm khổ người ta, tự nhiên mình bớt bệnh. Nhớ cái này là quý vị phải nhớ. Mình bớt làm cho chúng sanh đau khổ thì mình sẽ bớt đi những cái đau đớn không cần thiết. Cái này là quý vị phải nhớ ha. Cho nên nhân nào quả đó, muốn cho cái nhân khỏe mạnh thì đừng làm người ta đau khổ. Đó là hiểu rõ về nhân quả. Rồi cái nữa đó, ai cũng muốn được giàu sang, rồi mình đè ra mình bố thí. Nhưng mà quý vị quên một chuyện, mình không tôn trọng tài sản của người khác mà mình chiếm đoạt tài sản của người ta, mà mình gọi là trộm cắp quý vị. Đời sau sanh ra hoặc chính ngay đời này, tài sản của chúng ta không giữ được. Cái người bố thí họ được giàu, nhưng mà họ không giữ giới, không trộm cắp đó quý vị. Họ giàu họ giữ không được. Quý vị thấy bây giờ rất nhiều người họ giàu ghê lắm chứ, tài sản họ có rất là nhiều, nhưng mà họ sẽ bị biến động nè, biến động kinh tế nè, họ sẽ bị mất mát tài sản. Họ bị biến động của tự nhiên mưa năm rồi nó bão lụt, rồi nó cháy nhà, rồi nó động đất, nó sạt đất, thì họ cũng mất mát tài sản, cũng sạt nghiệp. Hoặc là họ bị một cái biến động về chính trị thì họ cũng mất mát tài sản. Hoặc là họ bị gặp những cái đẻ ra những cái đứa con phá sản thì cũng mất mát tài sản. Hoặc là do họ có những cái người thương quý vị, họ bị bệnh hoặc họ bị cái gì đó ngặt nghèo, cần tốn rất nhiều tiền để lo cho họ, cũng mất mát tài sản. Cho nên muốn giàu thì bố thí, nhưng mà muốn giữ được tài sản mà mình có đó, quý vị phải giữ giới không trộm cắp, bằng cách mình tôn trọng tài sản của mình và tôn trọng tài sản của người khác. Đừng vì một chút lòng tham mà mình lấy tài sản của ai hết. Bởi vì một chút lòng tham đó nó sẽ khiến cho mình bị mất mát tài sản nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên lỡ mà ai đó hôm nào mà mình bị giật giỏ sách, hay hôm nào mà nhà mình bị trộm nó ghé đó, thì trước khi mà mình trách ai thì suy nghĩ lại coi, trong cái đời sống của mình có từng trộm cắp tài sản của người khác có không? Phải xét lại. Nếu như mà mình có đó quý vị, không có oan chút nào hết trơn, nhớ ha. Mà muốn mình không bị mất mát tài sản thì làm ơn tôn trọng tài sản của người khác, đừng bao giờ lấy trực tiếp hay gián tiếp. Rồi tiếp theo nữa đó, ai cũng muốn gia đình được hạnh phúc. Đâu có ai muốn gia đình mà ông ăn chả bà ăn nem đâu. Mà muốn được như vậy thì phải tôn trọng cái hạnh phúc của mình và của người khác, bằng cách đừng có tà dâm. Chứ đừng có thấy cô nào xinh thì mình cũng chạy tới mình gạ. Rồi đừng thấy cái anh nào anh dễ thương thì mình mà ảnh cua mình, mà mình có chồng rồi thì mình cũng khoái. Nó bậy lắm quý vị. Không lẽ giờ mình có chồng rồi mà mình còn thích đàn ông mà ve vãn mình thì người đó còn trong tầm nguy hiểm. Bởi vì nếu như nó gạ nhiều lần, không lẽ hôm nào đó mình giận chồng mà nó rủ mình uống cà phê mình không đi, nó cũng kẹt. Cho nên nhớ, khi mà chúng ta tôn trọng cái hạnh phúc của mình và của người khác thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ được hạnh phúc của chính mình. Còn nếu không quý vị, cái nghiệp tà dâm này nó gây ra những cái nghiệp nó rất là nghiêm trọng. Tại sao? Thứ nhất, ngoài cái chuyện nó làm đổ vỡ hạnh phúc, mà nó còn có một cái nghiệp nó rất là lạ. Đó là nó làm cho mình sanh ra vào những cái gia đình thấp kém. Tại sao vậy? Vì mình làm cái nghiệp đó, mình làm lén không mà, chứ đâu có ai làm công khai. Mà chính vì vậy mình sanh, đời sau sanh ra mình sẽ sanh vào những cái hàng thấp kém. Và chính vì mình làm phạm cái nghiệp tà dâm quý vị, đời sau sanh ra mình sẽ sống trong những cái gia đình mà bà con ly tán hết trơn, hoặc là xa cha, xa mẹ, hoặc là xa người thân, không có được gần gũi gia đình. Rồi còn cái nghiệp nữa nè, nhất là mấy anh đàn ông, mấy anh nhớ nè, khi mà mình phạm cái giới tà dâm này mà quý vị là đàn ông á, đời sau quý vị sẽ chuyển giới tính nha.
mất, không còn làm đàn ông nữa. Đàn ông mà phạm cái giới tà dâm, đời sau sanh ra không còn làm đàn ông nữa. Làm cái đàn gì thì sư không biết. Tại sao vậy? Bởi vì á, trong chú giải nó có như thế này nè. Đàn ông mà là phạm cái giới tà dâm á, đời sau sanh ra khi làm người hoặc thú, đầu tiên là bị thiến trước cái đã. Nha, mấy cái anh thái giám là đời trước là toàn vậy không đó. Rồi hết cái nghiệp đó rồi thì mới bắt đầu làm thân nữ. Mà thân nữ báo trước là nữ mà nữ bị ế á quý vị. Không ai lấy hết trơn á. Cho nên bây giờ nhớ, muốn mà đời sau sanh ra mà mình đừng có bị mấy cái này. Tôi sanh ra nhằm cái giới tính mà tôi không ưa ba má cho tôi. Tôi đàn ông mà tôi không thích, không thích phụ nữ, tôi thích đàn ông à. Hoặc tôi phụ nữ mà tôi không thích đàn ông, tôi thích phụ nữ. Thì để tránh những cái trường hợp éo le như vậy đó quý vị, thì chúng ta phải giữ giới không tà dâm ha. Cái này nó rất quan trọng. Đừng nói đàn ông nghe, cả phụ nữ thì quý vị cũng phải ráng giữ cái giới này. Chứ đừng có nói bây giờ tôi phụ nữ, tôi tà dâm, tôi cũng là nữ. Chưa chắc. Nhớ ha. Nhiều lúc mốt mình sanh ra, thứ nhất là mình xấu xí, cái nghiệp tà dâm dẫn tới cái nghiệp chuyện xấu xí. Phụ nữ không ai muốn, không ai muốn xấu hết. Nhưng mà mình phạm giới đó mình sẽ xấu. Vừa xấu vừa vô duyên mà vừa ế nữa. Cho nên muốn tránh cái quả báo thì làm ơn tránh cái nhân. Phật dạy hết sức là khoa học. Mình được không muốn cái gì thì mình đừng làm cái đó. Mà chúng sanh thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát mới sợ nhân. Mà mỗi người trong số chúng ta ai cũng tự xưng mình Bồ Tát hết. Như vậy thì ráng sợ cái nhân, đừng có làm. Rồi tiếp theo nữa đó, đi làm ăn ở ngoài ai cũng muốn là mình có tiếng nói có giá trị hết. Không ai muốn mà mình nói người ta không nghe. Không ai muốn mà mình nói người ta không tin. Muốn như vậy chúng ta phải tôn trọng sự thật. Nếu quý vị ra đường không muốn ai lừa gạt mình thì chúng ta phải tôn trọng sự thật. Có sao nói vậy, đừng có nói dối. Mà nhiều lúc quý vị nói mà bây giờ tôi đi làm tôi không nói dối thì sao tôi kiếm sống, thì nó cũng kẹt. Nhưng mà nó như vậy, trong tất cả các cái giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, khi mà quý vị phạm nghiệp chắc chắn là nghiệp, đừng có đổ thừa. Quý vị đổ thừa kiểu gì thì cũng là tạo nghiệp thôi. Nhưng mà trong cái nghiệp á, nó có nặng nhẹ khác nhau. Mình lừa người ta, mình lừa chút chút thì cái nghiệp nó cũng chút chút. Mình lừa người ta mà nó người ta tán gia bại sản thì cái nghiệp mình nó cũng nặng gấp nhiều lần. Sư không bao giờ ủng hộ quý vị phá giới hết. Sư luôn luôn ủng hộ quý vị giữ giới. Nhưng mà trong trường hợp mình giữ không được, nhớ hậu quả mà mình gây ra lớn nhỏ bao nhiêu, nghiệp nó sẽ nặng bấy nhiêu. Đừng có đổ thừa ông sư, kêu ông sư xú dại ha. Rồi đó, khi một hôm á, sư đọc ở trên mạng có người nó họ đăng một cái vẽ hai cái bức tranh. Sư nhìn sư lắc đầu. Bức tranh đầu tiên là cái người câu cá. Người ta nói là nếu như cái đời này mình câu cá, đời sau sanh ra là bị lỡ miệng. Sư thấy ngộ. Quý vị, mình có lòng tốt, mình truyền bá giáo pháp là đúng, nhưng mà mình truyền bá sai là thành ra mình phỉ báng Thế Tôn. Cái nghiệp câu cá là nghiệp gì quý vị? Nghiệp sát sanh. Đời sau sanh ra sẽ yểu thọ. Còn cái chuyện mình bị lỡ miệng á, mình bị những cái bệnh về miệng, đó là nghiệp nói dối. Nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói hai lưỡi, đó là nghiệp về miệng. Chứ còn mình đem hai thằng đó mình chất quất với nhau, râu ông nọ cắm càm bà kia. Rồi đó, tiếp theo tất cả chúng ta ai cũng muốn thông minh hết. Đâu có ai muốn ra đường người ta chửi mình ngu. Ai cũng muốn thông minh hết. Nhưng mà quý vị muốn thông minh thì quý vị phải tôn trọng cái sự minh mẫn của mình. Tôn trọng bằng cách gì? Đừng có uống rượu, đừng có uống những chất kích thích. Nhưng mà bây giờ mấy ông nói giờ đi ra đường mà xã giao hoặc là dỗ quải bà con mà mình không uống một ly hai ly thì ngó sao đặng.
Thì sư xin thưa, đó là cái sự khác nhau giữa cái người có trí và người không có trí. Nói thiệt mất lòng, nếu như mà mình thực sự mình thông minh mà mình giỏi á, mình lên làm ông nọ ông kia. Nếu mình thực sự mình giỏi á, là mình dùng cái khả năng, cái trí tuệ đó mình làm giàu cho gia đình, cho đất nước. Nhưng mà mình lỡ mình uống vài ly, cho nên là mình uống một ly cái thông minh mình nó giảm một tí. Thành ra nếu mà quý vị muốn mà trân trọng cái trí tuệ của mình thì bớt uống lại. Sư chỉ dám nói quý vị bớt uống thôi, sư không dám nói quý vị bỏ. Tại bỏ sư nhắm quý vị chắc bỏ không được rồi. Nhưng mà nhớ, uống một ly có nghiệp của một ly, uống một chai có nghiệp của một chai, mà uống lai rai là nghiệp của lai rai ha. Đừng nói là bây giờ tôi uống một ly thì tôi cũng phạm giới, thôi tôi chơi nguyên chai chắc cũng y chang nhau, khác nhau. Cái người mà phạm cái tội uống rượu quý vị, đời sau sanh ra nhẹ thì bị điên loạn, sanh ra làm cái người thiểu năng trí tuệ. Giống như mấy cái đứa bé mà nó chiều chiều nắng nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu vì sao tôi cười với quý vị. Tại sao vậy? Vì mình tìm cái niềm vui không cần trí tuệ, đời sau mình cũng sẽ được vui không có trí tuệ. Nhẹ hơn nữa thì mình là cái người học trước quên sau, học sau quên trước. Nhẹ hơn nữa, cái cấp mà nhẹ nhất á, thì mình mới cái kiểu người không được thông minh như người ta. Thành ra đó quý vị, tôn trọng trí tuệ của mình thì bớt uống. Uống nhiều đời này khổ, gia đình mình khổ, đời sau mình lại càng khổ. Mà quý vị nghe sư nói nghiệp nhẹ vậy chứ nghiệp nặng nó làm sao? Dạ xin thưa, nghiệp nặng quý vị đi xuống địa ngục, quý vị chui vô trong chảo quý vị ở, chứ quý vị không có ở đây. Nhẹ lắm rồi mới được điên khùng đó. Cho nên ráng giữ giới. Đức Phật đưa ra những cái này là những cái lời đề nghị. Tất cả chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc thì làm ơn nghe theo lời của Phật, thực hành theo lời dạy của Ngài. Còn mình nhắm mình làm không được thì thôi tôi khổ là đúng rồi. Lúc đó đừng có đổ thừa cho Phật ha. Tội Phật lắm, Phật dạy mình là dạy đúng hết trơn á. Cái vấn đề là mình làm không được, mà làm không được thì thôi chấp nhận đau khổ đi, chứ đừng có trách. Rồi cái nữa đó, nếu như mà chúng ta muốn được nhiều người thương mến đó quý vị, ai cũng muốn được nhiều người thương mến, thì chúng ta phải có cái tấm lòng từ bi ha. Mà nhiều người cứ mở miệng ra nói từ bi vậy, chứ sư xin hỏi là từ bi, từ là cái gì mà bi là cái gì thì không ai biết hết. Rất ít người biết từ là làm sao mà bi ra làm sao. Thế nào là tâm từ? Tâm từ quý vị, đó là chúng ta bây giờ sẽ hướng dẫn quý vị rải tâm từ. Nếu như quý vị là đặng quý vị cái sở thích quý vị mình thích phụ nữ thì đừng bao giờ rải tâm từ cho phụ nữ, tại vì mình sẽ lầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái, mình sẽ nhầm lẫn ái dục. Nếu thích phụ nữ đừng rải tâm từ cho người nữ, khoan rải đã. Nếu thích người nam thì khoan rải tâm từ cho người nam. Bây giờ mình, những cái người trong đạo tràng, mình quán tưởng những cái người ở xung quanh mình, những người ở bên trái, những người ở bên phải, những người ở đằng trước, những người ở đằng sau, tất cả những người ở xung quanh đây đều từng làm con ruột của tôi hết. Đều từng làm con ruột của tôi hết. Và tôi mong cho họ được sự an vui. Nghĩ tưởng đến họ như là nghĩ tưởng về những cái người con ruột của mình, và mong cho họ được sự an vui. Đó là cái rải tâm từ đó quý vị. Cái người thực hành tâm từ, họ đi đến đâu thì họ cũng giống như một người mẹ mà đi đến chỗ của những người con của mình. Họ nhìn xung quanh thấy ai cũng là con ruột của mình hết, và khi đó họ trải cái tình thương của họ đến cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, từ loài người cho đến loài thú, từ chư thiên cho tới nhân loại. Đó là thực hành tâm từ quý vị. Và người có tâm từ
được những cái điều lợi ích, đó là chư thiên thương mến, phi nhân thương mến, bạn bè, tất cả những người xung quanh đều thương mến. Ai cũng muốn được người thương mến hết, thì quý vị phải tập rải tâm từ. Cái rải tâm từ này không nhất thiết là mình phải có đạo tràng mình mới rải được, không nhất thiết một ngày mình phải một tiếng, hai tiếng mình mới rải được. Mình đi trên đường, mình lái xe, mình vẫn có thể lái bằng tâm từ. Những người xung quanh mình đều quán tưởng họ như con ruột của mình hết, mình đều có thể rải tâm từ đến với họ. Mình đi làm rẫy thì mình đều có thể rải tâm từ được hết. Mình quán tưởng những cái con vật ở dưới đất, những con vật ở trên cây, tất cả những cái người xung quanh cho đến con vật xung quanh đều là con ruột của mình hết, rồi mình rải tâm từ đến với họ. Mình làm cái gì mình cũng rải tâm từ được hết. Mà cái này sư không phải là sư tưởng tượng, mà đức chính Đức Phật đã nói như thế này: thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm anh làm chị của mình. Thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình. Cho nên ấy, tất cả những người ngồi xung quanh chúng ta ở đây đều đã từng làm con ruột của mình hết, chẳng qua tái sanh nhiều đời mình quên thôi. Cho nên chúng ta có thể quán tưởng họ, họ đều từng làm con ruột của mình. Nhờ như vậy chúng ta rải tâm từ đến với họ. Quý vị biết á, cái hôm mà sư thấy có một cô cổ vô chùa mà cổ đem mấy con sóc núi á, cổ bán cho người ta phóng sanh. Sư đương nhiên sư không có chứng thánh, sư không có thần thông gì hết, nhưng mà dựa theo giáo lý nhà Phật á, sư nghĩ, sư không biết cổ sẽ nghĩ như thế nào nếu như mà cô sư nói với cổ á, cô nghĩ làm sao nếu như mà có một, nếu cô á, đem cha, đem mẹ cô đem bán, đem anh, đem chị cô đem bán, đem con ruột của cô đem bán để cô kiếm tiền cô nuôi thân. Những người mà bán đều phóng sanh đó quý vị, họ, tất cả những con vật đó đều từng làm quyến thuộc của mình hết, nhưng mà do nghiệp lực tái sanh mình quên hết. Mà bây giờ mình đem chính thân bằng quyến thuộc, cha, mẹ, anh, chị, vợ, chồng, con cái mình đem bán lấy tiền. Trời ơi, thương xót biết bao nhiêu mà họ không biết. Rải tâm từ là rải như vậy đó quý vị. Quán tất cả chúng sanh đều là con ruột của mình, thương họ. Ở đây đó, hình như nhiều người ở đây quý vị sợ ma, nhất là nhiều lúc rừng rú mà mình đi vô mấy cái nơi mà nó vắng vắng là mình cũng sợ chứ quý vị. Nhiều lúc cũng sợ ma, có không sợ. Nhưng cái vấn đề á, có hay không có không quan trọng, nằm mơ thấy không quan trọng. Cái vấn đề là cái thái độ của mình đối với nó như thế nào nó mới quan trọng. Tại vì sao? Tất cả những cái mà mình gọi là ma đó, mà mình thấy đó, đều từng làm quyến thuộc của mình hết, thì mình mới có nhân duyên mình tiếp xúc với họ. Chứ không phải khi không mà mình gặp họ đâu, đều từng làm quyến thuộc hết. Nhưng mà mình gặp họ rồi mình làm cái gì nó mới quan trọng. Không lẽ bây giờ hú lên: ông ơi, chỗ tôi gặp ma, thì không làm được cái gì hết. Cái vấn đề hãy rải tâm từ đến với họ, đó mới là quan trọng ha. Có gặp cái gì hoặc là đi đâu đó mà sợ hãi, đi vô rừng hay đi vô đâu đó mình sợ hãi, rải tâm từ, nghĩ tưởng đến những cái loài phi nhân mà mình gọi là ma cỏ đó, mình cứ gọi là, nhà Phật thì gọi nó là phi nhân, nghĩ tưởng tới họ, quán tưởng họ như con ruột của mình, sau đó rải tâm từ đến với họ là tự nhiên hết sợ. Đó mới là cách. Chứ còn bây giờ mà kêu sư cho bùa cho chú là sư chịu thua. Tại xin thưa với quý vị, hồi xưa Phật còn bị phá mà huống chi là mình. Thành ra cứ rải tâm từ. Còn thế nào là tâm bi? Tâm bi á quý vị, là mình biết thương người ta. Thương nó có ba. Thứ nhất, thấy người ta khổ mình thương, thấy người ta phải gặp những cái người ta khó chịu mình thương, thấy người ta phải gặp những cái hoàn cảnh người ta không ưa mình thương. Thứ hai đó là thương vì người ta phải xa lìa những cái người mà người ta yêu mến, thương người ta phải xa lìa những hoàn cảnh mà họ quen thuộc, thương họ phải xa lìa người thương. Thương cái thương thứ ba nè, thương họ còn sanh tử luân hồi cho nên mới còn khổ.
Chứ phải chi anh chứng thánh anh hết luân hồi, anh đâu có còn khổ. Quý vị biết là ở đây chắc cũng có người nuôi heo ha. Quý vị thấy con heo á, nó ăn cám, nó ăn xong rồi nó ngủ, rồi cứ tối ngày nó ăn rồi nó ngủ vậy đó. Và nó nghĩ cái chuyện đó là hạnh phúc, tôi được ăn được ngủ tôi hạnh phúc. Nhưng mà nó không biết một chuyện, người sợ nổi danh heo sợ mập, heo đủ ký là mình cân mình bán à. Cho nên nó trong chuồng heo, nó nghĩ cái chuyện đó là hạnh phúc. Nó không hiểu cái chuyện nó ở trong cái chuồng heo đó là đau khổ. Nó không hiểu. Thì mình gọi nó là nghiệp. Thương người ta vì người ta chịu cái nghiệp mà người ta không biết. Ngay cả những người xung quanh ở đây, vì mình mang cái thân nhân loại, cho nên mình mới có nhu cầu đói ăn khát uống, mới có những cái nhu cầu nam nữ, mới có nhu cầu kiếm tiền, mới làm quần quật để kiếm tiền nuôi con, nuôi cái, nuôi vợ, nuôi cháu, nuôi chắc. Và chính vì mình mang cái thân người đó, mình chịu đủ thứ nghiệp hết mà mình không biết đó là khổ. Thương người ta là thương như vậy đó. Người ta khổ mà người ta không biết người ta khổ. Đó là tâm bi thưa quý vị. Cho nên nó tại sao Bồ Tát thương hết chúng sanh. Họ thương mình khổ như vậy đã đành rồi, mà họ còn thương sâu hơn nữa. Họ thương mình mang cái thân người, mình phải chịu chi phối bởi cái thân người, mà họ không ý thức được, họ không mong muốn tu hành để thoát khổ. Cho nên Bồ Tát thương mình là thương chỗ đó, chư Phật thương mình là thương chỗ đó. Các ngài bằng lòng đại bi, các ngài xuất hiện ở thế gian để hướng dẫn chúng ta tu hành, đi đến cái con đường giải thoát, đi đến cái con đường thoát khổ. Mà mình nghe lời dạy của các ngài, mình chất quốc. Các ngài kêu mình hãy bố thí đi, nghe thì nghe vậy thôi để qua bên. Các ngài kêu mình giữ giới đi, nghe vậy thôi để qua bên. Mình sẽ có đủ lý do để mình không làm theo lời dạy của các ngài. Cho nên, còn nhớ cái bài thơ sư đọc hồi đầu không? Đang chưa ăn mày vào chùa, xương ra cho một lá bùa rồi đi. Lá bùa chẳng biết làm gì, ăn mày bỏ túi lại đi ăn mày. Mình khổ, mình tới chùa để mong hết khổ. Phật dạy cho mình cái cách để mình hết khổ mà mình không nghe. Mình làm theo không được và mình tiếp tục khổ. Lúc đó đừng đổ thừa cho Phật thưa quý vị. Và cái điều cuối cùng ấy, Đức Phật mong tất cả chúng ta hãy biết kiểm soát những cái tâm lý bất thiện, phát triển những cái tâm lý tốt đẹp mà mình thường cứ tụng ra rã hàng ngày. Chư ác mạt tá chúng thiện phụng hành, cái gì nữa, thanh lọc kỳ tâm thị chư Phật thuyết. Đừng làm các điều ác, hãy làm các hạnh lành, giữ gìn tâm trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Mình tụng thì tụng như vậy, mà làm thì không chịu làm, thì hỏi làm sao quý vị hết khổ đây thưa quý vị. Sư chỉ đề nghị quý vị làm mỗi một việc, hãy hướng tâm nghĩ tưởng đến tất cả mọi người, nghĩ tưởng họ như con ruột của mình, hiện rải tình thương của mình đến với họ. Đó là chúng ta đang tu tập cái tâm từ vô lượng đó quý vị. Sư xin thưa ha, nếu như mình là phàm, nếu quý vị cầu công đức thì không có một cái công đức nào nó vượt qua được cái công đức của người hành tứ vô lượng tâm. Đức Phật nói đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phẩm bốn ngón tay, Đức Phật nói nếu như có một người mà họ dành cả cái đời này của họ, họ cho hết, cứ ai tới họ đều cho, họ cho khắp cả cái quả địa cầu, họ cho khắp cả tất cả chúng sanh, ai họ cũng cho hết. Người như vậy, Đức Phật nói cái phước mà họ có đó không bằng cái người hành tứ vô lượng tâm chỉ trong một cái khẩy móng tay. Cho nên cái việc bố thí là cái việc đầu tiên chúng ta phải làm. Nhưng mà cái bước cuối cùng quý vị nhớ, cái chuyện bố thí chỉ là kiếm bạc cắt thôi. Mà nếu như mà mình muốn chơi mà chơi lớn á,
thì chúng ta phải hành tứ vô lượng tâm, phải biết rải cái tâm từ của mình đến với tất cả chúng sanh. Trong khi đó trong kinh Đức Phật đâu có yêu cầu nhiều, trong một cái búng ngón tay thôi, mình với việc rải tâm từ nó vượt xa tất cả những người mà làm biết bao nhiêu công đức. Mà nếu như mình cả hai cái, mình vừa rải tâm từ mà mình vừa bố thí, thì công đức của mình còn gấp nhiều lần nữa. Mà quý vị nhớ như vậy, cùng một cái nghiệp thiện thì người làm thiện mà có trí tuệ, người làm thiện mà có tâm từ, nó sẽ nhiều phước hơn cái người làm thiện mà không có trí tuệ, làm thiện không có tâm từ. Tại sao mà sư nói có người làm thiện mà không có trí tuệ? Là sao? Mình đi ra đường, mình gặp ăn xin, thôi sẵn vài đồng bạc lẻ cho nó, mình không nghĩ gì hết. Quý vị nhớ nha, cái việc mà mình xả tài sản không mong cầu, nó khác với cái chuyện mà mình cho, mình không có trí tuệ, không có suy nghĩ. Cái tâm thiện mà nó không có trí tuệ đi kèm đó quý vị, cho phước nhỏ lắm, phước không có lớn. Cho nên làm thiện phải có trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây đó, trí tuệ trong đạo Phật nó khác với cái sự thông minh ở ngoài đời. Thông minh ở ngoài đời họ có thể làm ông này ông kia, nhưng mà trí tuệ trong đạo Phật mình gọi nó trí bát nhã đó. Mà năm tông thì rất đơn giản, cái bát nhã đó là mình đọc chạy ra từ cái từ Panya trong tiếng Pali. Panya nghĩa là trí tuệ. Thế nào là trí tuệ? Có hai thứ trí tuệ. Thứ nhất là trí hiểu về nhân quả. Có nghĩa là mình cho mình biết đây là nhân, mình gieo nhân sẽ gặt được quả. Khi mình làm bất kỳ một việc thiện nào, mình đều có cái nền tảng hiểu nhân quả, đó là có trí tuệ. Cái thứ hai, cái trí thứ hai là cái trí hiểu về tam tướng vô thường, khổ vô ngã. Đó là cái mà sư muốn nói với quý vị. Làm thiện thì được sanh thiên, làm thiện thì được rất nhiều những cái quả báo tốt đẹp. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái khổ nào nó cũng vô thường và cái sướng nào nó cũng vô thường. Mình làm thiện mình đi lên, hết tuổi thọ mình vẫn đi xuống. Cho nên á, giàu cỡ nào giàu, mình phải biết cái giàu của mình vẫn không thể mua được tuổi thọ. Hết tuổi thọ tài sản mình cũng bỏ hết. Nếu như mình làm phước, mình sẽ được sanh thiên, được đi lên cõi trời. Nhưng mà hết tuổi thọ rồi, mình vẫn phải đi xuống. Vốn dĩ thế gian này là vô thường, chính bởi vì nó vô thường cho nên nó khổ. Mà chính bởi vì nó khổ cho nên không đáng để xem đây là tôi, là của tôi. Mình cứ nghĩ đây là nhà của tôi, đây là xe của tôi, đây là tài sản của tôi, tới hồi mình chết rồi nó sang tên cho thằng khác. Cho nên nhớ, tất cả mọi thứ ở thế gian này đều là vô thường. Bởi vì nó vô thường cho nên nó sẽ khổ. Mà bởi vì nó khổ cho nên không đáng để xem đây là tôi, đây là của tôi. Đó chính là trí tuệ trong đạo Phật. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ có được một cái lộ trình tu tập, chúng ta có được một cái lộ trình thoát khổ. Nhờ như vậy chúng ta không đến mức làm một cái anh ăn mày tới chùa rồi đi về, uổng lắm quý vị. Tới chùa không phải là mình lạy Phật rồi mình đi về. Tới chùa là để mình nghe lời dạy của Phật, thực hành theo lời dạy của Phật, để đạt được niết bàn, chấm dứt khổ đau, không còn khổ nữa. Nhớ, đây là toàn bộ những gì mà sư muốn chia sẻ cho quý vị. Thậm chí nếu như mà bây giờ mà quý vị về, mình không nhớ cái gì hết, mình chỉ nhớ cái ông sư dạy, làm theo lời Phật. Phật là bác sĩ, Phật kêu mình uống thuốc, kêu mình phải kiêng khem một số thứ. Muốn được hạnh phúc thì phải nhớ làm theo lời Phật dạy. Muốn được hạnh phúc thì phải kiêng khem một số thứ mà Phật nói. Còn nếu như mà mình làm không được á,
thì cái chuyện mình khổ là đúng rồi, đừng có trách ai hết. Và sư mong cái phần phước mà quý vị tu tập được, cũng như cái phần phước mà sư tu tập được, mong là chia sẻ hết cho tất cả các chúng sanh trong 10 muôn pháp giới, mong cho tất cả được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời và quả niết bàn. Còn cái thời gian còn lại, những cái vị nào có những câu hỏi thì quý vị có thể hỏi, và sư sẽ dành cái thời gian còn lại để sư trả lời cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con có một câu hỏi với hai ý là mong sư giải đáp giúp con cũng như cho quý Phật tử được rõ. Là gần đây có một vụ việc là đang rất là nóng trên mạng xã hội, là cái sự việc mà sư Thích Thanh Toàn, theo như một số bài báo viết là sở hữu số tài sản là 300 tỷ và hoàn tục. Thì theo con được biết là không có một cái cơ sở dữ liệu nào chứng minh được là có số tài sản đó. Nhưng mà con muốn đặt ra một ý khác là ví dụ như sự thật là vị tu sĩ đó sở hữu số tài sản 300 tỷ thì điều đó là đúng hay sai, và đúng sai như thế nào? Và ý thứ hai con muốn nhờ sư giải đáp giùm con là thông qua cái bài báo của nhà báo Hoài Thanh á, là có nói là một số lời của giáo sư tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, là tiến sĩ về tôn giáo học, có nói một số lời dạng như là miệt thị về đạo Phật, là nói về một số vị tu sĩ là trước khi xuất gia thì hầu như là vô gia cư, không nhà, không cửa, không việc làm, hoặc là mồ côi. Thì sau khi ở ngoài đời á, thì được gọi bằng thằng. Khi mà vô chùa đi tu niệm Phật thì được thầy nuôi cho ăn học, được tụng kinh niệm Phật, rồi được người ta xưng bái tôn kính là được gọi bằng thầy. Thì đây là những lời con cho là miệt thị tôn giáo đạo Phật. Thì con mong sư giải đáp cho con cũng như quý Phật tử được rõ. Tại vì cái sự việc này á, theo như con thấy là nó làm mất niềm tin ở một số các vị mà Phật tử mà chưa có niềm tin vững vàng vào đạo Phật đó sư. Nên là con mong sư giải đáp cho con được rõ. Rồi. Thì thưa quý vị, đầu tiên á, là nói về cái việc mà sở hữu tài sản. Thì xin thưa là ông sư thì xuất gia thì chỉ đem, như cá nhân sư thì chỉ có y bình bát, nhưng mà sau đó thì Phật tử họ hoan hỷ thì họ hiến cúng, cho nên là mình có một vài cái vật dụng. Thì nói gì thì nói đó, nếu như nó có hai nghĩa như vậy. Nếu như cúng cho cá nhân có nghĩa là cho cá nhân, mình gọi là bố thí đó, cho cá nhân. Thì cho cá nhân nào thì nó thuộc về tài sản của cá nhân đó. Cái này hết sức rõ ràng. Nhưng nếu như nó là cho cúng dường cho Tam Bảo thì nó thuộc về tài sản của Tam Bảo. Cho nên không có chùa, nếu như nói đúng theo Pháp, không có cái chùa thuộc cá nhân sở hữu của ai hết, mà nó thuộc về chư Tăng, thuộc về Tam Bảo. Cái gì mà cúng chung cho chư Tăng thì nó thuộc về tài sản của chư Tăng. Còn nói mà định giá mà 300 tỷ, xin thưa quý vị, chùa Nam Tông thì nếu như mà bán đất, đất nằm ngay bến xe miền Tây, ngay bến xe, gần trường học, gần chợ, nếu mà bán cũng vài trăm tỷ. Mà không lẽ giờ nói chắc ông sư này ông nằm trên vài trăm tỷ. Mà hình như cái định giá đó nó đâu thể nào mà nói như vậy được, đúng không? Tại vì ông sư đâu có thể nào đem chùa đem bán. Thì cái vụ việc vừa qua cũng như vậy thôi. Người ta nói vài trăm tỷ, thực tế nó chỉ là một cái mảnh đất ruộng. Còn ông muốn hét giá bao nhiêu thì ông hét. Nhưng mà đừng nhìn vào con số đó mà nghĩ là ông thầy tu giàu. Xin thưa với quý vị, ngồi ở đây tiền không biết có tiền trăm triệu chưa, không biết có tiền tỷ chưa, tháng không biết được 10 triệu chưa. Nghe bắt ham, nhưng mà thực tế đâu có đâu. Những cái số mà được
nhiều thí chủ hộ độ đó, quý vị, thường đa số hộ độ cho tăng đoàn, thì cái chư tăng ở chú xứ đó được hưởng những cái phần tài sản phụ trội. Còn nếu như cá nhân á, thì cái đó là do vấn đề cá nhân. Đối với những người phước nhiều nhưng mà kém tu thì nó sẽ làm cái đích cho thiên hạ chỉ trích, thì cái đó là không nên. Cho nên á, nhà tu thì tốt nhất nên học cái hạnh buông bỏ. Mình có nhiều tài sản thì nếu như biết sống biết tu thì mình vẫn có cách để mà mình xử lý cái số tài sản đó, chứ không phải là mình sử dụng làm sao để cho Phật tử họ phản cảm. Ví dụ như Phật tử cúng dường cho sư, sư dùng cái số tiền đó để sư di chuyển từ đạo tràng này qua đạo tràng khác, từ chùa này qua chùa khác để sư thuyết giảng, thì đó là mình sử dụng tài sản một cách hợp lý. Còn nếu như mà sư dùng cái tài sản đó để sư mua nhà, mua xe, để sư hưởng thụ cuộc sống dục lạc, thì đó là sư đang chà đạp lên cái niềm tin của thí chủ, thì cái đó là chuyện không nên. Thì đó là vấn đề về tài sản của một vị sư ha. Còn cái vấn đề mà miệt thị Phật giáo, thưa quý vị, sư xin thưa là đâu phải giờ này người ta mới chửi mình đâu. Người ta chửi từ hồi não hồi nào, chửi từ hồi còn có Phật, chứ không phải là đợi bây giờ người ta mới chửi. Nhưng mà trong kinh Trường Bộ có một đoạn, kinh Đại Bát Niết Bàn có một đoạn như thế này nè. Có một lần Đức Phật và chư Thánh Tăng đi ở đằng trước, rồi hai cái anh đệ tử, hai cái anh ngoại đạo ở đằng sau. Ông thầy thì ông chửi đạo Phật, còn đệ tử thì khen. Thì mấy vị phàm á, các vị mới về mới bàn tán. Đức Phật nói như thế này: cái người mà chửi Đức Thế Tôn, chửi giáo pháp của Như Lai đó, nó đâu có giúp cho các ông thấy được sự thật, đâu giúp các ông chứng được đạo quả đâu. Thì như vậy mình nghe cái lời chửi đó để làm cái gì? Cái thứ hai, cái người mà khen Như Lai đó, cái người mà khen giáo pháp của Như Lai cũng không giúp các ông thấy được sự thật, cũng không giúp các ông chứng thánh. Như vậy thì nghe cái lời khen đó để làm cái gì? Rồi ở một cái đoạn kinh khác, trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: ngay cả Đức Phật đang thuyết pháp cũng có người khen kẻ chê, huống chi là người ở thế gian. Ai cũng có khen có chê hết, sống ở đời không tránh được chuyện khen chê. Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Từng có một vị trưởng lão dạy chư tăng khi mà đi tu như thế này: tôi không chắc quý vị đi xuất gia sẽ được khen, cái đó tôi không chắc, nhưng mà cái này tôi chắc chắn là các ông sẽ bị chửi. Cho nên đi tu nên chuẩn bị tinh thần bị thiên hạ mắng nhiếc chửi rủa, và đó là cái hạnh của người tu. Cho nên đừng có quan trọng người ta chửi mình. Tại vì khen, thiên hạ khen mình thì ít, người ta chửi mình thì nhiều, cái chuyện đó bình thường, không có việc gì phải lo hết. Và còn một cái chỗ khác nữa, bây giờ giả sử người ta lên tiếng, người ta công khai, người ta xin lỗi mình, thì mình được cái gì? Mình thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Nhưng cái quan trọng, nó có giúp mình phát triển giới học, định học và tuệ học hay không? Phật giáo cần được bảo vệ, nhưng Phật giáo không cần được bảo kê. Quý vị phải phân biệt hai cái chuyện này. Không phải ai cứ lôi Phật giáo mình ra chửi là mình xắn tay áo lên mình sừng sổ với người ta. Cái quan trọng là mình phải bảo vệ Phật giáo. Bảo vệ bằng cách nào? Bằng cách thực hành theo lời dạy của Thế Tôn, bằng cách phát triển giới học, định học và tuệ học. Khi mà mỗi người trong chúng ta, từ cư sĩ cho tới tăng ni, đều tu hành chân chánh, người ta lấy cái gì mà người ta chửi? Đúng không? Rồi, đó là một việc. Còn một việc nữa, quý vị nhớ cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa đó xô đá hại Phật, những vị phàm tăng
hè nhau canh chừng Thế Tôn, ồn ào huyên náo lo bảo vệ Thế Tôn. Thì Đức Phật nói như thế này: có những vị thầy cần được bảo vệ. Thứ nhất là vị thầy nuôi mạng một cách không chân chánh, sống tà mạng, kiếm sống một cách không hợp pháp, cần được đệ tử bảo vệ. Thứ hai, có những vị thầy phá giới, không giữ giới, họ mới là những người cần được đệ tử bảo vệ. Thứ ba, có những vị thầy tà kiến, sống không có chánh kiến, những vị đó cần được đệ tử bảo vệ. Thứ tư, có những vị thầy thuyết giảng sai giáo pháp, nhưng mà muốn che giấu, cho nên cần được đệ tử bảo vệ. Có những vị thầy suy nghĩ sai trái, che giấu suy nghĩ sai trái, cho nên cần được đệ tử bảo vệ. Còn Như Lai không có những cái đó, Như Lai không cần được bảo vệ. Quý vị nhớ như vậy thì quý vị được an lạc. Người ta mắng mình, người ta chửi mình chỉ việc suy nghĩ mình không có thì mắc cái gì mà mình nhột. Người ta mắng mình, người ta chửi mình để nó qua một bên. Thiên hạ không có ai là không bị chửi, mình bị chửi thì cũng là chuyện bình thường. Cái quan trọng, hãy tu tập phát triển giới học, định học và tuệ học, để người ta nhìn vô mình, người ta không có cớ để mà chửi. Đó mới là cái quan trọng và mà sư muốn chia sẻ cho quý vị. Sư xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, vừa qua là thời Pháp Thoại, Đại Đức đã dành tâm huyết để chia sẻ đến toàn thể đạo tràng, cũng như những lời giải đáp thắc mắc. Chúng con không biết nói gì ơn, thành kính niệm ân Đại Đức Giảng Sư đã dành thời gian để về với đạo tràng Chùa Minh Hiệp nhân khóa tu một ngày an lạc lần này. Kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư đầy đủ sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp lời sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành và cả đạo. Gặp cùng khổ miệng nói lời sẽ chia, tâm đi qua miệng lên tai, lắng nghe trái phải, nghe ai trách người, nghe bao nỗi khổ nỗi buồn, ghé vai tâm sự yêu thương cho đời.